thêm một cái xe điện mini có tên là Minh Cua. Rất dễ thương ở Sài Gòn. Đó. Mấy khu này đẹp lắm các bạn. Khu này là The Arena ha. Tuyệt đẹp luôn. Khu Bảy Dài bây giờ là một cái khu phải nói là rất rất là tương lai của du lịch. Và huyện Cam Lâm được quy hoạch bởi rất là quy hoạch như một cái thành phố hiện đại, quốc tế, mang tầm quốc tế các bạn. Đây là khu KN Paradise nè các bạn ha. Đây khu cảng quốc tế Cam Ranh, KN, Cam Ranh, KN Paradise ha. Thì ở trong này là sân bay Cam Ranh và cái khu mà chúng ta sẽ tổ chức cái Bay Week thì sẽ nằm trong này. Đó. Thì mai mốt sẽ dựng một cái cổng ở đây. Sẽ dựng một cái cổng Welcome Rider khu vực này ha. Thì từ cái khu vực này chở vô. Để mình đứng dậy nè, quay cho các bạn thấy ha. Đó, từ cái khu vực này trở vô các bạn thấy hai bên là hai hàng dừa và ở giữa là một cái hàng cọ ha. Rất rất là đẹp. Thì sẽ là khu của bắt đầu của khu resort và mình sẽ chạy xe diễu hành ở trong khu vực này cả chục cây số lần mà không phải đi ra cái đường Nguyễn Tất Thành bên ngoài. Nó ảnh hưởng tới cái giao thông của cái tuyến sân bay với Nha Trang. Đó, khu trong này là khu anh em chơi độc lập luôn, bắt đầu từ cái cổng KN Paradise ha. Đó, biển xanh, cát trắng, nắng vàng và những cây dừa rất rất là đẹp các bạn ha. Phía dưới này các bạn thấy là sóng đánh trắng xóa luôn, tuyệt đẹp. Và đây chính là cái khu vực cổng chạy vô, cái đường chạy vô trong cái khu Windham các bạn. Đó, nguyên cái khu vực này là khu vực nội bộ và mình chơi trong này, diễu hành rồi hết trong khu vực này. Nó nằm phía sau sân bay quốc tế Cam Ranh. Khu vực này thuộc Cam Ranh, qua khỏi cái này chút xíu thôi là sẽ là Cam Lâm. Đây, biển rất là đẹp các bạn. Đó, bây giờ mình chạy vô rồi mình sẽ quay chi tiết cho các bạn coi cái khu vực hôm nay. Ok. Rồi, mới chào hai anh gác cổng các bạn. Anh hải quân hoặc là quân đội đó, tức là khu này khu biệt lập. Đó. Tiếp tục đứng dậy quay cảnh này cho các bạn thấy nó đẹp như thế nào ha. Đó. Dừa, cỏ xanh và những cái hàng cọ. Quá xá đẹp luôn các bạn. Đó. Thì vô các bạn sẽ thấy những cái bảng chỉ Windham đi vào cái khu vực trong này. Lưu ý lại với các bạn là cái Windham ở trong này nó khác với cái Windham trên đường Nguyễn Tất Thành. Windham ở ngoài là Windham Garden các bạn. À. Windham là một thương hiệu quản trị khách sạn, resort đẳng cấp thế giới và đó là một cái tập đoàn lớn nhất của nước Mỹ các bạn, chuyên về quản lý resort khách sạn trên toàn thế giới ha. Thì Windham đến với Việt Nam và vận hành rất là nhiều những cái khách sạn resort ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam mình luôn. Ở Bảy Dài này có hai cái Windham. Đó, nguyên cái khu này anh em chạy mô tô xin phép bay flycam quay xuống không còn gì và đẹp hơn nữa các bạn. Một cái làn, một cái đường, một bên là ba làn đường rộng mênh mông luôn ha. Xếp hàng ngàn chiếc xe mô tô ở đây và ban tổ chức cố gắng hết sức để biến cái sự kiện Bike Week Việt Nam trở thành một sự kiện thường niên hàng năm vào tháng 3, giữa tháng 3, để anh em chơi mô tô trên toàn quốc đổ dồn về khu du lịch Bảy Dài vui chơi
những ngày cuối tuần ha. Đó, ở trong khu vực này thì nó mới đủ rộng, đủ riêng tư và đủ yên tĩnh ha, để mọi người chơi mà không ảnh hưởng nhiều tới cái khu vực ở ngoài đường. Mấy cái cổng nè, resort ở trong này có sân golf nữa, rộng lắm các bạn. Cái đường đây là cái đường ven biển ha, làm tuyệt đẹp ha. Quá đẹp luôn, các bạn thấy không, cả chục cây số ở trong cái khu vực này thôi, khu vực nội thời nội khu á, vẫn còn tiếp tục cái khu đắp trống nè để làm resort, làm sân golf, làm villa ha, đó, Windham Garden, KN Paradise nằm trong này. Đường thì quá đẹp rồi, không còn gì để nói các bạn. Đây những cái con đường nhánh nè, hai cái hàng cọ siêu đẹp luôn. Rồi Mai Nguyên Rider tường thuật nóng từ địa điểm tổ chức Bike Week Việt Nam 2024, mình sẽ lên cái video này sớm nhất để các bạn tham khảo cái vị trí năm nay ha, các bạn có cái hình dung để bữa nào các bạn vào vui chơi giải trí khu này. Đó, các bạn thấy khu này là chạy xe trong này thôi là đã mê rồi, mê ly. Đó, công nhân ở đây họ chăm sóc cỏ tuyệt đẹp ha, trồng cỏ, cắt cỏ, hái cỏ tuyệt vời. Có những cái bảng ở đây này các bạn ha. Đó, Windham các bạn quẹo đây ha. Đó, Windham Paradise các bạn quẹo đây. Đẹp không? Quá trời đẹp luôn, bông giấy nè. Có mấy bảng dọc đường ở chỉ các bạn đi ha, Windham Grand. Tuyệt vời, một cái khu quá rộng lớn, quá đẹp để tổ chức Bike Week Việt Nam 2024. Đó, các bạn đi theo mấy cái bảng này, Windham Grand Paradise nè. Đó, đừng có vô mấy cái tòa nhà này, đi vào cái bảng chính đó ha. Windham Grand Paradise quẹo trái, rộng lắm, khu này rộng kinh khủng, rộng luôn. Không biết đi là lạc các bạn ơi. Anh em chạy trước rồi, mình chạy vô sau nè. Đó, thì mình nhìn bảng thôi là mình đi theo được ha. Thì đây chính là cái sảnh Windham Grand ha. Các bạn thấy rộng không? Bên mông luôn, cực đẹp. Đó, hả? Mình lấy phòng mình về villa mà. À, ok. Rồi, mới đảo một vòng mà chóng mặt rồi các bạn, rộng quá ha. Rồi để anh vô anh coi lấy phòng về villa, rồi lát nữa mình sẽ đi vòng vòng quay cho các bạn coi cái khu này ha. Đây khu Windham Grand này các bạn, Windham Grand KN Paradise Cam Ranh ha.
và anh em bắt đầu tập trung ở đây để nhận phòng ha. À, mình sẽ tiền trạm. Đây là đoàn ban tổ chức đi tiền trạm cho cái sự kiện vào 2 tuần nữa các bạn. À, 2 tuần nữa thì hàng ngàn chiếc mô tô phân khối lớn cả nước sẽ về đây dự cái ngày hội gọi là Bike Week Việt Nam ha. Bike Week Việt Nam 2024 ở khu du lịch Bảy Dài. Ở đây chính là khu Windham Grand bên trong khu KN Paradise. Đây giới thiệu các bạn cái xe của mình. Có cái logo Bike Week Việt Nam nè. Đó. Bike Week Việt Nam là một sân chơi dành cho tất cả mọi người. Ha, chứ không có phân biệt hội nhóm nào hết các bạn. À, tất cả những ai đam mê xe, yêu thích xe mô tô, yêu thích chạy xe thì có thể đến với sự kiện này, đăng ký với ban tổ chức để sắp xếp ăn ở, tham gia những cái hoạt động của cái sự kiện. Khu vực này là khu vực riêng tư, rộng lớn, tuyệt đẹp luôn ha. Những cái núi đá này là nguyên thủy luôn nè. Đó. Đẹp lắm. Rồi giờ mình đi vô nhận phòng coi thử sao. Mai mốt các bạn tới đây ở rồi cũng như cái video của mình thôi. Nhà xe Harley đẹp quá. Tuyệt đẹp luôn. Đó, mai mốt các bạn tới đây nhận phòng thì các bạn ghé cái sảnh này nè. Đó, đặt cọc cái tiền gọi là deposit á ha. Để nhận phòng mà sau đó các bạn check out. Rồi. Một triệu tiền deposit nha các bạn. Sau đó các bạn trả phòng nhớ lấy tiền lại nha. Đó, các bạn nhận cái phòng này các bạn phải đóng tiền deposit ha, tiền cọc á. Sau đó các bạn lấy thẻ về phòng. Sau khi các bạn trả phòng thì các bạn lấy lại cái tiền cọc đó, nhớ không hút thuốc trong phòng, hút thuốc phòng họ phạt tới 1,5 triệu các bạn nha, phạt tới 1,5 triệu. Rồi sau khi lấy phòng thì ở khu vực này họ cho mình về đậu xe trong trước phòng luôn nha, cho đậu xe trước phòng luôn. Bây giờ mình lấy được một cái phòng riêng rồi ha, phòng mình là villa 32 phòng số 3113, giờ mình chạy về phòng rồi quay cho các bạn coi cái phòng ha. Nhớ nha các bạn, các bạn phải deposit tiền phòng, ngoài cái tiền các bạn trả tiền phòng thì phải có tiền cọc nữa, để hư hại hoặc là hút thuốc hút đồ trong đó thì họ sẽ phạt mình bằng cái tiền deposit đó ha. Rồi mới lấy phòng xong, bây giờ chạy về kiếm phòng check in. Đó là cái khu lobby các bạn nha. Bây giờ mình đi về lấy phòng nè, tìm cái villa 32. Đó. Tìm cái villa 32. Villa số 32. Để coi nó nằm ở đâu. Khu rộng đẹp kinh khủng các bạn. Nó còn xây dựng tiếp ha, họ tiếp tục xây dựng. Đó, tiếp tục xây dựng mở rộng. KN Golf Link. Ồ, không phải khu này, không phải. Đây không phải. Villa 32 á. Chỗ nào? Chạy chú chạy ra thôi. Chỗ Bùng Binh anh chú rẽ trái. À rồi Bùng Binh. Ok, cảm ơn em. Bùng Binh rẽ trái. Rồi cảm ơn em. Ra Bùng Binh rẽ trái mà mình đi lộn ở trong này. Khu rộng lắm các bạn ơi. Nằm tiếp đằng sau sân bay. Sát biển luôn. À cái Bùng Binh này nè, rẽ trái này. À, Windham Grand. Một khu vực rất rộng lớn.
Cam Ranh tuyệt đẹp ha. Đó, các bạn thấy nó đẹp không thua gì ở những cái khu vực rộng lớn ở nước ngoài ha. Đó. Khi các bạn check out thì các bạn cũng quay lại cái reception đó ha. Thì các bạn trả chìa khóa và các bạn lấy lại tiền deposit ha, tiền cọc. Rồi họ sẽ có người kiểm tra phòng. Villa 32 ở đâu em? Rồi cảm ơn em. Ở đây nó có tên biệt thự nè các bạn ha. Nè. 1-34 rồi 35-82 đi dọc khu này ha. Đó là cái cửa chính vô nha, cửa chính vô. Thôi, video chạy một vòng quá chi tiết luôn ha, quay rõ ràng cho các bạn hình dung nguyên cái khu vực này. Bên này họ trồng xoài đang ra bông. Trời, khu nhìn đã ghê thiệt ha. Mơ ly các bạn. Đó. Dừa. Trời ơi đẹp. Vô cùng đẹp luôn. Đó, villa 70 nè, 69 nè. Đó. Villa 32. Quá đẹp. Không được rồi, được rồi, được. Dê cơm hả? Dê cơm, dê cơm. Không, từ từ, được rồi, được rồi. Ok. Rồi. Đó, villa 32. Phòng 3113 đây. Một cái villa vậy là 3 phòng. Anh em đó, rất là nhiều villa nó dọc nguyên cái khu đường này ha. Thì các bạn coi cái số villa và số phòng ở đây theo trên cái thẻ của mình, rồi khi đi ra thì nhớ lấy tiền deposit lại ha. Căn villa nó có cổng hoa giấy rồi, đẹp không? Đó, đường nội đô. Thì anh em ở trong này có thể chạy mô tô vô đậu ngay trước phòng giống vậy luôn. Hả? Hả? Rồi sau đó mình sẽ ra cái khu trung tâm để mình dự gala. Khu này đẹp lắm nha các bạn. Các bạn nào mà đã book được ở đây rồi là tuyệt vời ha. Anh em ban tổ chức đang đàm phán vị trí đậu xe cho mọi người nè. Hả? Đại diện khu resort này cùng với ban chức đang nói chuyện để đàm phán những cái gì đó tốt đẹp nhất cho toàn bộ anh em biker. Mai mốt các bạn đến ở thì các bạn phải đậu xe xéo và sát vô là như vậy đó. Coi phòng ốc như thế nào, bàn bạc với khách sạn ở đây để tìm ra dự Cam Ranh Bikewit 2024. Khu này quá đẹp các bạn, tuyệt vời ha. Các bạn nào bút được ở đây là hết sảy còn 37 luôn. Đây là anh Triển. Anh Triển chào khán giả. Anh Triển. Anh Triển chào khán giả. Anh Triển. Hello. Anh Triển này là anh Triển này không phải là Trần Đình Triển nha các bạn. Trần Minh Bravery. Trần Minh Bravery chứ phải Trần là luật sư nha. Phải Trần luật sư Trần Đình Triển đâu nha các bạn. Coi chừng làm với luật sư Trần Đình Triển. Luật sư này cái là nó bả cho vững alo luôn. Đó, cái khu này các bạn nào mà đăng ký sớm mà được phòng cái khu này là vô địch luôn. Hết sảy con 37 luôn, bây giờ hết phòng rồi đúng không? Hết phòng rồi các bạn. Camping trong này các bạn thích ra đây camping cũng được nè, mấy bãi cỏ nè. Nhưng mà nói thôi chứ vô trong kia, camping trong kia đẹp lắm. Đó. Khu này là cho mấy chị viên vô coi cho camping. Khu này là được bao nhiêu phòng đó? 200 mấy phòng hả? 301 phòng. 301 phòng hết sạch các bạn. 301 phòng hết sạch. Đó.
đây diễu hành đậu xe đó, từ ở ngoài kia vô nãy có quay rồi, lúc đầu vô có quay rồi. Đây là cái đường và đây là cái đường vô các bạn nha, cái đường vô từ cái cổng KN Paradise, từ ở ngoài cái đường Nguyễn Tất Thành á, rồi gần cổng sân bay ha, từ Nha Trang đi vô hoặc Sài Gòn đi ra các bạn đi cái đường này 7 cây số, mình sẽ diễu hành dọc con đường này ha. Hai bên là hàng dừa và ở giữa là một cái hàng cọ siêu đẹp ha. Rồi tới cái đường này thì các bạn quẹo phải sẽ vô khu resort mình ở trong này đó. Rồi cái ngay cái KN này, Big Club nè, ngay vị trí này ha, KN Big Club ha, câu lạc bộ bãi biển. KN là sẽ là một cái cổng phao Welcome Rider ở đây, cái cổng phao lớn dựng ở đây Welcome Rider đó. Thì đây là anh em ban tổ chức đi khảo sát lần cuối các bạn, để chuẩn bị sự kiện diễn ra rất là gấp rút rồi. Anh Tuấn Phan, anh Triển, đây cái áo bài quýt Việt Nam nè đó, bài quýt Việt Nam, cái áo bài quýt Việt Nam ha, hai biker cùng tay nhau chữ bài quýt, nhìn rất là biker luôn ha, cái logo Việt Nam, cái chữ Việt Nam. Đây là cái khu vực chính các bạn, khu vực chính ngay cái sự kiện bài quýt ha. Anh em có 8 cây số chạy trên con đường tuyệt đẹp này. Anh em vào đây sẽ có backdrop, rồi sẽ có cái khu sân khấu ha, cái khu trung tâm nằm ở đây đó. Hai hàng dừa đây là sẽ là một cái khu shop, cái khu là kiosk, những cái gian hàng ha, nằm dọc hai hàng dừa này đây. Dọc hai hàng dừa này sẽ là những cái gian hàng. Doanh nghiệp, các cửa hàng kinh doanh đồ mô tô, dầu nhớt, nói chung mọi thứ liên quan đến mô tô thì có thể liên lạc trực tiếp với ban tổ chức ha. Mình để cái thông tin ở phần mô tả video để đăng ký tham gia cái gian hàng. Ở đây có rất nhiều vị trí gian hàng, thì ai đăng ký trước thì sẽ có những vị trí đẹp ha. Đó, thì sẵn video này mình cũng thông báo và mời các bạn tham dự cái sự kiện này cũng như là tham gia cái gian hàng ở đây. Giá cũng rất là rẻ và cái chi phí lắp đặt gian hàng cũng khá rẻ ha. Mình để cái số điện thoại và đường cái thông tin ha, các bạn có thể liên lạc với ban tổ chức sự kiện bike week để biết thêm những cái thông tin chi tiết. Đó, giữa những hai hàng dừa này thì họ làm những cái gian hàng cho mình, họ lắp đặt mái che rồi kiểu như cái lều đứng vậy ha, tạo cho mình những cái gian hàng để mình quảng bá sản phẩm rất đẹp luôn. Dự kiến thì phải trên 1.000 cho tới 1.200 biker cả nước tham gia cái sự kiện Bike Week Việt Nam 2024 các bạn. Anh em đang bàn cái vị trí đậu xe cho hàng ngàn biker sẽ tụ tập về Bike Week. Đang giao cho Hưng Bao phụ trách cái vấn đề đậu xe này các bạn. Ban tổ chức đang dự tính những cái vị trí backdrop, logo câu lạc bộ để mọi người tới đây chụp hình check in. Các bạn lưu ý là xe là từ cái chỗ này đi ra, đậu dọc cái con đường này, sau khi diễu hành thì đậu dọc đây, không có vô khỏi trong cái khu backdrop này ha. Cái bảng Welcome Rider thiệt là to sẽ nằm ở vị trí này, là từ đây đi vòng vô trong kia đi ra sân khấu chính ở biển đó. Còn ai mà ở trong cái khu resort này thì chạy xe vô trong resort, đậu ở trong phòng luôn đó, theo cái đầu video của mình nha. Thì khu vực nhà hàng là mấy nhà cung cấp rồi các cửa hàng ha, đăng ký tham gia gian hàng dọc cái mấy cái cây dừa rất là đẹp đó, đặt gian hàng ở đây. Thì các biker đi tham gia sự kiện sẽ đi cái đường này và đi băng qua tất cả gian hàng của cái công ty ha.
sân khấu chính của sự kiện Bikewest Việt Nam nằm trong này, sát bãi biển luôn. Đó. Trong này đẹp lắm các bạn nha, nguyên cái vườn dừa nè. Đó, bạn thấy hồ bơi không? Quá đẹp luôn. Một ngàn mét vuông, hồ bơi vô cực, tuyệt đẹp luôn. Có chiếc thuyền nữa nè. Đó. Rồi các đội nhóm câu lạc bộ nào mà thích camping ha thì đăng ký. Rồi. Rồi, hàng rào gỗ ngay giữa màn hình nha. Lát mình sẽ quay kỹ ở đây. Thì các đội nhóm nào đăng ký camping với ban tổ chức, chi phí một cái chỗ cắm trại là 200.000 nha, 200.000. Thì rồi đây là cái khu vực sân khấu chính diễn ra sự kiện Bikewest Việt Nam nha các bạn. Đó thì các cái hội nhóm câu lạc bộ như CBC và những anh em khác mà yêu thích camping thì đăng ký ban tổ chức. Thì 200.000 là cái phí mà khu resort này họ lấy ha. Đó thì sẽ camping dọc cái khu vườn dừa này nha. Camping dọc cái khu vườn dừa này. Đó, cỏ xanh, cát vàng ha, nắng ấm, mát, gió mát ha. Các bạn nhớ đem cọc theo đóng nha, ban đêm khu này gió dữ lắm ha, nó thổi bay dù bay lèo nha. Rồi, đây là cái khu restroom này, để dừng bắt tài dừng này mình vô mình quay cho các bạn coi. Đây là khu vực toilet ha, có cho người khuyết tật nữa, nữ bên kia, nam bên này, đó. Review luôn toilet cho các bạn coi cái khu cabin. Đó, bồn rửa mặt ha. Toilet nam nè, đẹp không? Đây. Đó, phòng ốc, toilet nam nữ riêng biệt hết ha, hai khu. Dành cho các bạn thích cabin nha, thích cabin. Ra về đây là biển liền nha các bạn, ra đây là biển liền ha. Bước ra khỏi cái khu toilet là biển đánh nè, sóng rầm 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 nè ha. Đó. Các bạn nhớ đăng ký camping sớm với ban tổ chức nha. Rồi các bạn nhớ đem lều, đem mọi thứ dự trữ ha. Đó, sóng biển đánh ầm luôn ha. Sóng biển đánh ầm. Rất đẹp ha. Một cái lưu ý là khu này gió và cát nha các bạn. Các bạn đem cái lều cho xịn chút. Coi chừng gió nó bay. Nhớ đem cọc theo để đóng cọc nha. Đó là toilet nam. Rồi toilet nữ bên này. Nè cho các chị nữ coi nè, chị Sói với Ngọc Lan coi toilet nữ nè. Sạch đẹp. Chuẩn mực luôn. Đó, sạch đẹp chuẩn mực ha. Cửa nè, không? Đó. Rồi các bạn có thể đăng ký camping 200.000. Đóng cho khách sạn và các cái hội trưởng các hội của các bạn đang tham gia nha. Rồi thì các bạn thấy không, gió nó thổi bay cát dữ lắm, cho nên là các bạn đem cái lều cho xịn, rồi những cái cọc đóng lều cho chắc, tại vì gió có thể nó bay ha. Đã cắm trại đây quay phim chụp hình là hết bài luôn á. Rồi sân khấu chính ở đây ha, bay cỏ các bạn thấy không đó, sân khấu chính. Ban tổ chức đang làm việc ở bên kia để chuẩn bị cho sự kiện sân khấu chính trên cái bãi cỏ này. Cắm trại là phía bên đó bên phải này, cái hàng dừa ha, đẹp lắm. Rồi vô trong này là cái khu resort của khách sạn đó, những cái hàng dừa ở đây nữa. Trong này cắm trại được không anh? Trong này sát quá chắc họ không cho cắm trại. Rồi cắm trại thì các bạn vô đây bơi ha. Camping thì các bạn vô trong này bơi thoải mái, rồi ra đó mình bung lều mình ngủ ha, bơi thoải mái ra bung lều ngủ, rồi chơi rồi trong này
Nói chung là cái lều là đóng cho chắc rồi tối chui vô ngủ thôi. Ban ngày các bạn đi vòng 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 ở đây chơi một cái hồ bơi rộng mênh mông ha. Lưu ý nhớ đem theo đồ tắm nha, đem theo quần nam, đem theo quần sọt, tắm cho nhiều nhiều lên. Nữ đem theo mấy bộ đồ tắm nha các bạn. Và lưu ý là mặc đồ mát ha, mặc đồ mát, mỏng, đồ thun. Tại mùa này ở Cam Ranh nắng nóng lắm ha. 2 tuần nữa sẽ nắng nóng, cho nên là để sung sướng thì các bạn cứ mang dép lào, quần sọt, áo thun mỏng là tuyệt vời. Đó, dừa xanh, nắng vàng, cát trắng. Cam Ranh quê mình tuyệt đẹp ha. Một vòng cái khu này cho các bạn thấy là một địa điểm tổ chức phải nói là tuyệt vời. Ban tổ chức Bywit Việt Nam cũng nỗ lực rất là nhiều, bỏ nhiều công sức để tạo ra một sân chơi cho anh em mô tô cả nước tụ tập về đây để vui chơi giải trí 2 ngày cuối tuần các bạn. Một sân chơi lành mạnh và anh em muốn tạo ra để thay đổi một cái nhìn về cái thú chơi mô tô các bạn. Ở nước ngoài thì có rất nhiều sự kiện Bywit rồi Daytona hoặc là Sturgis bên Mỹ ha, những cái sự kiện lớn. Bên Thái Lan cũng có Bywit. Em Việt Nam mình thì mới sơ khai. Cũng khó khăn lắm các bạn ha. Không phải dễ gì để tổ chức một cái sự kiện như vậy. Cho nên là các bạn coi cái video của mình xong thì vẫn còn kịp nha, vẫn còn kịp để đăng ký. Không cần câu lạc bộ gì hết ha. Tất cả những biker tự do, biker chơi theo câu lạc bộ đều có thể đăng ký, không cần thư mời. Mình để cái thông tin là các bạn cứ nhìn vào đó là các bạn đăng ký thôi. Hoặc là các bạn chạy tới chơi cũng được ha. Chạy tới chơi tham gia vào cái sự kiện này. Hoặc các bạn cũng có thể đi tự do, ở tự do và vào đây chơi, tham quan cái khu vực Bywit. Rất đẹp, rộng. Đó thì anh em đang ra khảo sát lần cuối cái địa điểm chính và cái sân khấu. Đó. Rồi, mới thay đổi quyết định đưa cái khu camping vô chỗ này nha các bạn ơi. Khu camping chỗ này nè. Đó, tại vì ngoài kia nó bị gió và nó thổi cát quá, cho nên là sẽ cắm trại không được. Với lại cái biển nó hiện tại họ cấm, không có cho bơi trên biển. À, vừa hai cái, một cái là gió nó thổi cát bay mịt mù luôn, thứ hai là không cho tắm biển, cho nên là mình dời vô đây cho nó êm ha. Dời vô cái vườn dừa này, cắm trại ở đây rất là đẹp. Thì ngoài cái việc cắm trại đây thì bên đây có hồ bơi nữa, rộng mênh mông luôn ha. Thì anh em camping sau nhãn đây bơi, rồi cái toilet nằm ngay góc này luôn, ngay tay mình chỉ nè. Đó, đã lắm, mê ly luôn ha. Rồi các bạn nhớ nha, coi xong cái vlog của mình là hãy đăng ký nhanh với ban tổ chức, chứ không là hết chỗ ha. Giống như là phòng resort là hết sạch rồi đó. Bây giờ tới camping tuyệt đẹp ở dưới những gốc dừa. Khu này là tuyệt vời. Các bạn ở 2 đêm trong cái lều của mình còn gì bằng nữa. Ngay cái khu biển bãi dài này chỉ 400.000 đồng ha. Tắm rửa bơi miễn phí. Một lều 200. Một lều cho, 200. Cho bên người ta dọn dẹp vệ sinh thôi. Đó. Chứ không có phí cái gì đâu. Phí đó, phí là của Winham mà họ thu. Thu để dọn dẹp vệ sinh cho các bạn. Đó. Cho nên là quá rẻ các bạn nha. Đó, bây giờ bước quay là bắt đầu khu hồ bơi. Hồ bơi rồi bên đây là xanh tiệt luôn. Xanh tiệt. Đó. Cắm trại ngay như gốc dừa, đem những cái lều xanh vàng đỏ cam ra cắm, chụp hình sống ảo chờ sướng. Còn gì bằng nữa. Quay là bên sân khấu sự kiện đây. Sân khấu chính sự kiện luôn trước mặt này các bạn. Đó. Hết sảy luôn. Ngày tưới mấy lần. Cho nên là mình nghĩ là cắm trại là giải pháp tốt, thay vì các bạn đi ra Nha Trang hoặc là ra những cái khu xa để kiếm những khách sạn giá rẻ mini hoặc là tìm những giải pháp khác ha. Thì các bạn nào có lều rồi á thì mang theo vô đây ở rất là vui. Đây hồ bơi các bạn nha, hồ bơi rất đẹp với những hàng dừa. Đây bên kia là cái toilet nè, dành cho anh em camping nè. Đó, toilet mà trong cái nhà gỗ bằng cây á ha. Toilet nam riêng, nữ riêng, rất là xịn nha. Và camping là ngay cái hàng dừa đây.
anh em có thể cabin 2 đêm, 200 ngàn một đêm, trả tiền cho người ta vệ sinh rồi thôi, 200 ngàn trên một campsite, một cái lều á. Chưa để xe nó bị chụp hình cái biệt thự này cũng có cổng hoa giấy nè, anh em là đăng ký được phòng ở đây là coi như là sung sướng luôn á. Mơ ước luôn, đẹp vô cùng đẹp ha. Phòng ốc ở trong nãy mình quay rồi, tuyệt vời. Các bạn có thể ở thêm hưởng thụ cuộc sống ở Cam Ranh này, ngoài hai ngày bay quýt làm thêm mấy ngày nữa. Đẹp quá mà, đi về uổng. Nhất là các bạn bay cơ ở phía Bắc nha, chạy từ Hà Nội vô mà ở chơi có đêm đi. Đẹp quá các bạn này, thấy không? Trời ơi, cổng hoa giấy nè, thấy chưa? Vô làm tuần cho nó sung sướng đi, rồi xách xe đi vòng vòng tắm biển. Đẹp lắm, rộng lắm. Rồi nhảy đi, bay quýt Việt Nam. Một hai ba, bay quýt Việt Nam mãi đỉnh gì đây? Cam Ranh điểm hẹn xanh. Anh em họp xong, bây giờ chuẩn bị đi qua nhà hàng ăn tối các bạn. Đây là trước cái, mỗi cái phòng này, resort. Nguyên vàng Hà Lây. Ban đêm xuống nè các bạn. Ban đêm xuống nhìn đẹp không? Nhìn mấy căn villa đẹp quá trời đẹp luôn hả? Căn nào cũng có cổng hoa giấy hết. Đó. Đẹp, tuyệt vời. Ban tổ chức và anh em đang chuẩn bị ăn tối, sẵn test cái bàn tiệc các bạn. Test bàn tiệc thứ nhất là test về màu của ghế, khăn trải bàn. Thứ hai là test món ăn. Đó, nhằm mang đến cho tất cả các biker tham dự cái sự kiện này một cái bữa đêm gala phải nói là tuyệt vời nhất các bạn ha. Từ cái khăn bàn, khăn trải ghế cho tới những cái món ăn ha. Đêm nay là anh em test nha, test hàng. Đó. Test hàng phải đem quần đông mới test được. Xong rồi xin ý kiến đóng góp coi món nào ngon, món nào dở, nên ăn món nào, để món nào, rồi bỏ món nào, thêm món nào ha. Đó. Đây là bàn tiệc mẫu của đêm gala By With Việt Nam 2024 các bạn. Đây là cái bàn màu đen nè. Đó, kia là cái bàn màu trắng. Đó. Tám giờ 20 phút tối các bạn. Các bạn thấy đèn xe bên sáng không? Ghê không? Nếu các bạn không có bật pha lên là không thấy gì luôn ha. Cái bùng binh ở trước không thấy luôn kìa. Đó, ghê chưa? Mấy cái khu gọi là đồng không mong quạnh là tối thui hả? Mà không có đèn pha là không thể dám chạy luôn các bạn. Tắt cho các bạn coi thử nha. Đó. Kinh không? Lên đèn nè. Ở đây cái nhà thờ Cù Hin đang đi vô trong cái khu dân cư ở Bãi Dài, uống cà phê với bạn già. Rồi à. Xe đâu? Hả? Xe đâu? Ê, mới ăn no quá. The next day. Hello các bạn. Chào các bạn buổi sáng nha.
5 giờ 15 phút các bạn. Sáng Chủ nhật hả? Năm giờ mười lăm sáng Chủ nhật ha. Hôm nay mình có việc, mình vô trước đó. Cái bản đồ này nó không có hiện, để mình coi. Đường đi tối quá không thấy đường. Tối quá không biết đường đi ra luôn các bạn ơi. Không biết đường thoát ra khỏi cái khu này luôn á. Tối thui luôn. 5 giờ 15 sáng á ha. Trái ra đây. Lộn rồi. Để trái bên kia. Đây cái cổng này. Rối luôn. Đi ra. Ra. À. Đi ra đi về. Ủa vậy hả? Ok. Các bạn thấy không? Có nhiều cổng quá mà. Cái khu rộng quá, rộng luôn hả. Đây, xe mình đậu nè. Nhóm anh em đậu đây. Kinh khủng. Bây giờ mới ra đường. Nó có hai cổng các bạn. Rồi 5 giờ 21 20 phút ha. Bắt đầu mình đi từ resort Windham ha. Đoạn đường trong này không á, mình chạy 8 cây số mới hết. Đoạn đường trong cái khu resort này các bạn, từ cái đường chính bên ngoài á, kinh khủng quá, nó rộng dễ sợ hả. Rồi bây giờ mình chạy vô Sài Gòn. Sáng Chủ nhật các bạn, 5 giờ 20. Hôm nay nhà mình có đám giỗ ha, đám giỗ ba, cho nên là để tranh thủ chạy vô sớm, chứ không mà trưa mình mới đi. Trưa đáng lẽ trưa đi vô với anh em, nhưng mà phải vô cho kịp đám giỗ lúc trưa nay ha.
cho nên là nó về sớm, đi sớm hai ngày liên tiếp luôn. Hôm qua cũng đi sớm, nay cũng đi sớm các bạn. Ta đi vô một mình solo. Rồi, đây nó. Rồi, đây các bạn ơi. Mưa bay bay nữa chứ. Hy vọng là đừng có mưa. Hy vọng là đừng mưa các bạn. À. Giờ mình chạy ra đường Nguyễn Tất Thành, sau đó mình quẹo trái đi vô đây Nguyễn Tất Thành nè. Có người đạp xe kìa. Quẹo trái ở đây nè, mình đi vô Sài Gòn. Chứ mình không có ra khu Bảy Dài ngoài kia nữa. Ngay vòng xoay luôn các bạn. Đó, ngay vòng xoay có một vài người đạp xe đạp à. Ha. Quẹo trái đi vô. Tay trái là sân bay Cam Ranh, đây sân bay quốc tế luôn. Ai ở vùng này đi Mỹ rồi về đây, họ đi Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc về Nga rồi về đây, đi thẳng xuống đây luôn, sân bay quốc tế. Rồi mình tắt để chạy, để tối quá không thấy đường quay ha. Đây đây là cầu Long Hồ. Cầu Long Hồ lúc 5. Cầu Long Hồ lúc 5 giờ rưỡi sáng các bạn. Mình kết thúc video này ở đây nha các bạn. Đây là video phần 2, mình cùng với anh em ban tổ chức Bike Week Việt Nam 2024 Cam Ranh điểm hàng xanh, đi Tiền Trạm và hợp với ban quản lý khách sạn để tìm ra những cái gì tốt nhất cho các bạn, từ chỗ đậu xe, từ bữa ăn cho tới những cái phần setup ở sân khấu và mọi thứ về cabin cắm trại các kiểu luôn, quầy kệ luôn ha. Rồi những cái thông tin mà mình để trên màn hình đó là cái thiệp mời cũng như cái chi tiết của chương trình Bike Week Việt Nam năm nay ha. Các bạn nhìn trên đó và các bạn có nhu cầu thì đăng ký cái chỗ mà mọi chi tiết liên hệ bên góc phải ha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở Bike Week Cam Ranh vào ngày 15, 16 và 17 tháng 3 năm 2024.